Hơn một triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành hai môn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 là ngữ văn và toán. So với đề ngữ văn vào buổi sáng được đánh giá an toàn, không mới và không đột phá, đề thi môn toán chiều 27 tháng 6 được thí sinh nhận định là khó, tính phân hóa cao. Trái với vẻ mặt vui tươi hớn hở như buổi sáng, nhiều thí sinh kết thúc môn toán với vẻ mặt đăm chiều. Không ít em cho rằng đề thi toán năm nay khó hơn năm ngoái và khó hơn so với đề thi minh họa Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố trước đó. Đề thi môn toán tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 có tất cả 50 câu, thời gian làm bài là 90 phút. Vậy đề thi môn toán có thực sự khó hay chỉ là cảm quan của thí sinh khi kết thúc môn thi? Nếu phân tích cấu trúc theo độ khó của đề thi, từ câu 1 đến câu 30 là các câu hỏi thuộc loại nhận biết và thông hiểu. Các câu hỏi này chiếm khoảng 6 điểm và chắc chắn nhiều học sinh sẽ làm được. Các câu hỏi từ 31 đến câu 38 thuộc loại thông hiểu và vận dụng. Những câu hỏi này học sinh khá có thể làm tốt. Từ câu hỏi 39 trở đi là những câu vận dụng và vận dụng cao. Ở câu hỏi này so với đề thi tốt nghiệp năm 2023, độ khó nhỉnh hơn và câu hỏi cũng lạ hơn. Phân tích cấu trúc đề thi theo ma trận để bám sát theo ma trận kiến thức của những năm gần đây. Trong 50 câu hỏi, 45 câu trước thuộc chương trình lớp 12 và 5 câu thuộc chương trình lớp 11. Nội dung câu hỏi của đề bao quát toàn chương trình toán lớp 12. Các câu hỏi cuối đòi hỏi sự huy động nhiều đơn vị kiến thức thuộc các nội dung khác nhau để giải phân tích đề thi theo cấu trúc điểm của đề, đi từ cấu trúc theo độ khó, điểm trên 6 sẽ có nhiều thí sinh làm được. Điểm cận 9 trở lên sẽ không nhiều như các năm gần đây do độ khó và lạ của các câu sau có khác biệt hơn. Với đề này, điểm từ 0 đến 4 có lẽ không thể nhiều và điểm 10 cũng sẽ ít hơn năm ngoái về khả năng phân hóa của đề, đề thi có cấu trúc theo độ khó tăng dần lên nên điểm sẽ đánh giá được, đáp ứng cho việc xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Số câu trung bình và trung bình khá khoảng 30 tới 35 câu, câu khó khoảng 5 đến 7 câu, vì vậy thí sinh có nhiều cơ hội lấy điểm xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, để lấy điểm xét đại học các trường hợp hay khoa hot, thí sinh cần làm tốt được các câu từ 38 trở lên. Các câu này có độ khó tăng dần, phù hợp đánh giá thí sinh xét đại học nói chung để có khả năng phân hóa thí sinh cao vậy đề thi môn toán năm nay có thực sự khó như các sĩ tử than thở hay không có thể nói đề thi có những câu khó và lạ nhưng câu hỏi khó này nằm ở phần cuối của đề so với chương trình sách giáo khoa đang học hiện nay đề thi này đúng là khó với học sinh còn trong trường hợp thí sinh đã được luyện thi có độ quen với đề những câu hỏi trong đề có thể quen thuộc tức là đề thi khó thật nhưng cũng nằm ở trong những dạng đề đã thi ở các năm đối với học sinh chắc chắn những câu hỏi cuối là rất khó để làm được cần rất nhiều kiến thức trong đó huy động cả kiến thức phổ thông như câu 47 hàm chắn, còn nếu chỉ dừng lại chương trình lớp 12 thí sinh không làm nổi, điều đó thể hiện toán học cần có tính hệ thống. Ngày 27 tháng 6 hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 tại Hà Nội các sĩ tử nhận được chăm sóc chu đáo cổ vũ nhiệt tình từ các cơ quan chức năng và đoàn tình nguyện. Tại điểm trường trung học phổ thông bất bạt ba vì một thí sinh bị gãy chân được lực lượng y tế và các bạn tình nguyện hỗ trợ đưa vào phòng thi riêng nhờ đó nam sinh này vào phòng thi đúng giờ và thuận lợi hoàn thành bài thi ngữ văn sáng này. Tại điểm trường trung học cơ sở Phú Thượng Tây Hồ hai thanh niên trong đội tình nguyện nhiệt tình cõng một nữ sinh đau chân từ cổng trường vào phòng thi. Dù phòng thi ở trên tầng cao nhưng các tình nguyện viên vẫn nở nụ cười rạng rỡ tiếp lửa cho thí sinh. Nam sinh lớp 12 thi tại điểm trường trung học phổ thông Tân Dân Phú Xuyên được cho đùa là thí sinh VIP nhất vì có người cõng tận lên phòng thi. Một sĩ tử khác gặp tình trạng tương tự cũng được chăm sóc tận tình tại điểm thi Trung học phổ thông Phan Huy Chú, đống đa nam sinh chống nặng chân vừa được dìu vừa được che ô tránh thời tiết nắng. Hành trình đi thi của các sĩ tử 2006 luôn có sự đồng hành của những thanh niên áo xanh thí sinh được tặng bánh nước trước và sau mỗi bài thi. Tại một số điểm trường đội thanh niên tình nguyện còn chuẩn bị đồ ăn sáng để dành tặng các sĩ tử để tạo niềm vui bất ngờ cho các thí sinh đội tình nguyện tại long biên dành thời gian chuẩn bị những tấm biển in slogan đầy màu sắc lời động viên này là món quà vô giá giúp các sĩ tử bình tĩnh tự tin chiến thắng Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là kỳ thi quan trọng nhất trong suốt 12 năm học, là cột mốc quan trọng với học sinh. Tất cả các em đều chuẩn bị kiến thức và tâm lý tốt nhất để dự thi, nhưng cũng có những thí sinh không may gặp vấn đề về sức khỏe trước ngày thi. Thí sinh Nguyễn Vũ Trọng, học sinh trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị ở Hà Nội, là một thí sinh đặc biệt tại điểm thi trường Trung học phổ thông Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội ghi nhận tại điểm thi trường trung học phổ thông cầu giấy quận cầu giấy hà nội em nguyễn vũ trọng bị tai nạn giao thông cách ngày thi hơn một tuần vừa phải trải qua ca phẫu thuật cấp cứu chân phải của trọng bị bó bột từ đùi xuống tới bàn chân chia sẻ tại điểm thi nguyễn vũ trọng cho biết Sáng nay em có mặt tại trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị Gia Lâm Hà Nội từ rất sớm, sau đó lên xe ô tô của nhà trường cùng thầy cô và các bạn di chuyển tới điểm thi trường trung học phổ thông cầu giấy. Em ngồi xe lăn được các anh chị sinh viên tình nguyện đón từ xe và đưa em vào tận phòng thi trên tầng 3. Là một trong những sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ tại điểm thi trường trung học phổ thông cầu giấy, Lê Sĩ Huy, khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế trường đại học thương mại cho biết em và các bạn trong nhóm tình nguyện đã phân công để đón trọng ngay tại điểm dừng của xe đưa đón cách cổng trường khoảng vài trăm mét sau đó bốn sinh viên tình nguyện cùng đưa vũ trọng lên phòng thi một bạn sách đổ và xe lan hai bạn dìu hai bên hai bạn đợi chân bị thương theo quy định thí sinh không được cầm điện thoại vào khu vực thi nên chúng em sẽ căn dở để lên đón em ấy sau khi thi xong Tại điểm thi này, hội sinh viên trường Đại học Thương mại có 25 bạn sinh viên tham gia hỗ trợ tại điểm thi trường Trung học phổ thông Cầu Giấy. Nhiệm vụ của các bạn sinh viên tham gia hỗ trợ điểm thi là chuẩn bị nước để phát cho thí sinh, đưa đón thí sinh trong trường hợp mưa, hỗ trợ các trường hợp đặc biệt lên phòng thi. Chia sẻ về lý do tham gia hoạt động này, Huy cho biết Em đăng ký tham gia hoạt động tình nguyện này vì muốn góp chút sức nhỏ bé giúp đỡ các bạn, các em tham gia kỳ thi. Biết đâu trong số những thí sinh ở đây sẽ có những bạn là lứa mới của trường đại học thương mại. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin về buổi thi môn ngữ văn tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo đó, 7 thí sinh bị đình chỉ, gần 4.000 em không tham gia buổi thi đầu tiên. Cụ thể, tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ văn là 1.054.601, số thí sinh dự thi là 1.050.622, đạt tỷ lệ 99,62%. Ở buổi thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên, có 7 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ, trong đó 3 thí sinh mang tài liệu và 4 thí sinh sử dụng điện thoại di động. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, buổi thi môn Ngữ văn diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Số lượng thí sinh vi phạm quy chế thi giảm so với năm 2023. Năm 2023 ở buổi thi môn Ngữ văn có 12 thí sinh vi phạm quy chế. Chiều ngày 27 tháng 6, các thí sinh dự thi môn Toán với giờ bắt đầu làm bài là 14 giờ 30, thời gian làm bài 90 phút. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chung, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương. Các hội đồng thi tổ chức coi thi trong các ngày 26, 27, 28 và 29 tháng 6, chấm thi từ ngày 29 tháng 6, công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 17 tháng 7, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông vào ngày 19 tháng 7. Sáng nay ngày 26 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cảnh báo việc lan truyền thông tin sai sự thật về việc lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tối qua 25 tháng 6, trong một số nhóm diễn đàn trên mạng xã hội, chia sẻ lan truyền thông tin sai sự thật về việc lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về sự việc trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi đề nghị Bộ Công an hỗ trợ xác minh đối tượng đăng thông Thông tin sai sự thật. Hiện Bộ Công an đang tổ chức xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cảnh báo để tránh gây hoang mang dư luận làm ảnh hưởng đến tâm lý của các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Bộ đề nghị người dân không chia sẻ những thông tin sai sự thật nêu trên. Các hành vi đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật, giả mạo xuyên tạc sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. Theo ghi nhận, tối qua 25 tháng 6, nhiều tài khoản nhóm trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2024, 3 môn chính bị lộ. Cụ thể, môn ngữ văn đọc hiểu là đoạn văn không phải thơ. Môn toán 30 câu đầu rất dễ, từ câu 33 bắt đầu khó dần. Định điểm từ câu 36 là khó hẳn và nhiều dạng toán mới rất khó và lạ. 7 câu cuối rất khó và phân hóa chốt hạ, để khó lấy điểm 8 cộng, rất khó. Môn ngoại ngữ lưu ý, còn thiếu vì không thể biết hết các mã đề khác. Bài đọc hiểu 7 câu lấy từ một trang báo lớn của Hoa Kỳ được đăng vào ngày 28 tháng 5. Bài đọc hiểu 5 câu lấy của một trường đã từng ra đề cuối học kỳ 2 cách đây 4 năm, còn lại